Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là buổi trưa, lúc này là khoảng 2 giờ kém rồi. Ngày 22, ngày mấy thứ 6 thì phải. Đang có công việc ở Biên Hòa trên đường Phan Trung. Đó. Một cái đường là mới đi lần đầu, nói chung là thành phố Biên Hòa thì chỉ có đi lướt bên mé ngoài xong rồi đi lên Đồng Nai, lên này kia thôi chứ không có vô. Nay công việc này nè, lúc này là đang rảnh đợi người đi công việc á, mình thử đi đi vòng cái đường Phan Trung này coi sao nhé. Đây là đường Phan Trung, cũng không có nên đi các đường khác được, đi đường Phan Trung thôi. Ở phía bên đây phải là số 75 văn phòng công chứng á, chút nữa mình sẽ quay lại đây để chia sẻ một đoạn đường Phan Trung. Đường Phan Trung này là đường nhỏ thôi, có hai làn xe thôi, nhưng mà thấy thấy buôn bán rất là tấp nập, giống như là một cái phố ăn uống vậy. Buổi trưa đông lắm, buổi trưa lúc nãy buổi trưa nè, có Haoji Cha đủ thứ hết trơn. Nói chung là giờ mình sẽ quay đầu lại, cũng là trên đường Phan Trung luôn, xem nó như thế nào nha. Mai mốt mà có đi Biên Hòa mà chưa biết chỗ nào mà nó good hơn á, tốt hơn á, thì mình cứ vô đường Phan Trung thử ăn. Quán ăn là nhiều, ăn trưa nè, rồi tối thì dĩ nhiên là tối cũng ok rồi. Rồi chỗ đậu xe đó. Còn nhiều chỗ khác nhưng mà không biết, chưa biết. Biết đường Phan Trung thì thử coi, bây giờ quay đầu lại đi một đoạn đường nha. Lúc trưa đông lắm, lúc trưa xe rất là đông, lúc trưa người ta ăn trưa đó, có nhiều quán rất là bình dân. Nãy hồi trưa vô ăn cái quán cơm thố, nó bỏ vô cái thố đen đen rồi nó bỏ gà hay là thịt hay gì đó tùy, nhưng mà cái trung bình thì có 50.000 thôi. Quán cơm niêu nè, cơm niêu chà, nói chung là rất là nhiều. Đường Phan Phan ý, Phan Trung, hai bên đường thì cây rất là mát nha, cây mát lắm. Sẽ đi một đoạn đường, hết cái đường này sẽ quay lại rồi đợi đợi người đi công việc ở chỗ mà công chứng đó là về rồi, thấy không? Hai bên đúng không? Hai bên cây nè, cây bên nào cũng mát hết trơn á, mà chắc là người ta cho đậu ngày chẵn ngày lẻ đó. Hôm nay là ngày chẵn, hôm nay ngày 22 cấm đậu ngày chẵn, nên hồi nãy định đậu bên tay phải này thì người chủ quán người bảo vệ đó, người ta bảo là đậu đây thì sẽ bị phạt, thì đúng rồi, có quy định rõ ràng mà. Nó nói là hôm nay là ngày 22 là đậu bên trái, những xe nào mà đậu bên phải á, thì là sẽ bị phạt chẳng hạn đó. Giờ này là vắng đường rồi đó, nó đi đi đường Phan Phan Trung ở cái khúc này thì lại là cho đậu xe ngay hai bên luôn á, không có đề ngày chẵn ngày lẻ thì có nghĩa là được đậu, còn đề ngày chẵn ngày lẻ đó thì là sẽ không được. Mà đường này dài ghê nha, đi coi chừng nào mà hết đường này bên tay tay phải là cái gì đây, gì đó đọc không kịp, cà phê mà bóng cây rất là nhiều đấy, cà phê bóng cây rất là nhiều không. Ruta cà phê, chung là cà phê quá trời luôn, nên là uống bình dân này kia, ngồi bóng mát thì là ok. Được Phan Trung này là một con đường là một lựa chọn, nếu chưa biết những cái chỗ mà nó khác thì mình sẽ ghé đây nếu mà đi Biên Hòa đi công việc, hoặc là có thể là một ngày nào đó là đi Biên Hòa chơi một ngày thì mình sẽ tìm những cái chỗ nào khác rất là mát hai bên luôn, hai bên chỗ nào cũng được hết trơn á, rất là mát. Tới đây là tới đường khác rồi, mình sẽ quay đầu lại.
quay đầu lại, học thử chạy lên lề xong rồi quay đầu luôn được không? Quay chữ U luôn, quay chữ U luôn. Không, thấy bên này là có cái bảng là cấm đậu ngày lẻ thì ngày chẳng đậu được. Đó, mình thử đậu đây. Mát không? Rất là mát. Hai bên đường á, cây nó phủ ra nên là đậu bên nào cũng có bóng mát hết trơn. Rất là ok đúng không? Đó. Nếu mà đậu xe này là ok luôn nè. Đó, phía trước có nước ép, sinh tố nước ép. Rất là mát. Mà trên cái nhà lớn đó là Mobifone Anh Văn Hội Diệp Mỹ ha. Đường này đầy đủ hết nha, cái nhà nghỉ các kiểu luôn nè. Ồ, cái hẻm này sao nhiều nhà nghỉ quá ta. Motel Đào Nguyên rất là mát. Giờ này là 2 giờ rồi đó, 2 giờ chiều rồi đó, nhưng mà nếu mà đậu xe để chờ đợi thì là đường này là ok, có bóng cây, cây mát nguyên xe luôn, mà đường cũng vắng. Dọc hai bên đường là có quán cà phê, như nãy mình uống cà phê rồi nên là bây giờ cũng không có nhu cầu nên ngồi trên xe cũng mát. Đấy chưa, đậu chỗ nào cũng mát hết. Đó. Chia sẻ với mọi người một đoạn đường Phan Trung, thành phố Biên Hòa. Đâu rồi? Phan Trung, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai. Tân Mai nha. Tân Mai là chắc là cái phố hay là phường gì đó, thành phố Biên Hòa là tỉnh Đồng Nai. Đó, chia sẻ một buổi trưa ở ngoài trời thì nắng rất là gắt, nhưng mà trong xe thì mát, nhưng mà con đường này rất là mát nha, có đủ thứ hết trơn, nhưng mà thấy những cái quán, thấy trưng bày biển này kia thì cũng dạng bình dân thôi, chứ không có phải là sang trọng. Cái đường này không phải sang trọng, nhưng mà buổi trưa thì thấy rất là nhiều người, người ta ăn ở đây nè, mấy người cơ quan rồi này kia đó ghé đây người ta ăn. Rồi chia sẻ một buổi trưa ngày thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024. Thôi mình sẽ ngừng video tại đây. Chúc tất cả mọi người có một cuộc sống thật là bình an hạnh phúc, sống sao cho luôn khỏe mạnh vui vẻ đúng không. Ít tài sản chết nhanh, nhiều người thương mến. Ít tài sản mà chết nhanh, cái vụ chết nhanh đó là nhiều người cũng mơ ước lắm, nhưng mà không biết như thế nào. Chứ còn nếu mà sống mà cái thời điểm mà nó bệnh hoạn hay là bị tai nạn gì mà nó bị đau đớn hay này kia thì ai cũng muốn chết nhanh hết đúng không, nhưng mà không phải là chết là được. Bye bye.